Kính chào quý vị đang xem chương trình của Báo Thanh Hóa. Thưa quý vị, ngoài liên tục cập nhật các tin tức diễn ra trong ngày, Báo Thanh Hóa còn gửi đến quý vị hồ sơ vụ án đã xảy ra. Qua mỗi vụ án là những bài học cảnh giác phòng tránh tội phạm cho đời sống và những giá trị nhân tình thế thái. Cùng sự phá án tài tình của lực lượng chức năng Việt Nam với mục tiêu thượng tôn pháp luật. Ngay sau đây, mời quý vị đến với vụ án ngày hôm nay. Nhiều năm sau vụ án giết người cướp tài sản động trời, người dân ở ấp xá lưới, xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang vẫn chưa thể quyền được ngày phát hiện bao tải thi thể lập lờ dưới kênh và ngay cả đại gia đình hung thủ Bùi Thị Biết sinh năm 1970 phải đứng trước vành móng ngựa đền tội. Biết không thể thoát khỏi án tử hình, những người thân còn lại gồm cha, mẹ, anh chị ruột, anh rể lần lượt đều phải nhận những mức án tương xứng với tội danh của mình. Từ một gia đình khá giả, dần dần gia đình này lụi tàn, phải sống trong cơ cực và chịu tai tiếng, bỏ đi tứ xứ ít người còn biết tung tích. Sáng sớm ngày 29 tháng 8 năm 1994, một người dân sinh sống bên mé kênh Mỹ Xuân thuộc ấp Xá Lợi, xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông đi lấy ống lươn đặt từ đêm hôm trước thì tình cờ phát hiện một bao tải loại lớn, miệng bao bị buộc chặt, nổi lập lờ bên mé kênh đã bốc mùi hôi nồng nặc. Người phụ nữ tên Nhạn, 48 tuổi, sinh sống gần khu vực phát hiện chiếc bao tải chứa thi thể cho hay. Năm xảy ra sự việc, tôi mới đôi mươi, còn chú Trung, người phát hiện thi thể nạn nhân đã khá lớn tuổi. Vì bệnh tật tuổi già, chú ấy mất được mấy năm rồi. Con cái của chú giờ đã đi làm ăn xa. Một năm họa may mới về được hai lần, vào dịp dỗ chạp lễ Tết, khó mà gặp được. Chuyện đã xảy ra cũng lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in. Khi đó tôi tò mò, nên lỡ chạy theo mọi người đi xem. Về nhà suốt cả tháng trời, tôi không dám chợp mắt ngủ vì quá gây rợn. Tuy sự việc đã quá lâu, nhưng không chỉ có tôi, mà cả làng cả xã này, ai cũng có thể kể lại rành giọt vì nó quá kinh thiên động địa. Bà Nhạn nhớ lại, Hồi đó, khi mới thấy cái bao tải, ban đầu chú Trung tưởng là xác động vật chết, bị người ta bỏ bao ném kênh. Nhưng khi đến gần, chú ấy tò mò không biết con gì mà khá to nên kéo lên mở ra xem. Khi vừa mới mở ra, chú ấy thấy xác người nên hoảng hốt bỏ chạy một mạch đi kêu xóm làng đến. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là nam, trên người không có giấy tờ tùy thân, độ tuổi khoảng 35 tuổi, chết trong tình trạng bị 16 vết thương sâu trên đỉnh đầu sọ não và hai nhãn cầu mắt bị vỡ nát. Trong khi cơ quan chức năng đang xác định danh tính, thì chiều cùng ngày, một người phụ nữ tên là Huỳnh Thị Như Mai, 38 tuổi, ngụ ấp Long Chánh, phường 4, thị xã Cầu Công, đến nhận diện chồng mình là Phan Văn Sơn, 37 tuổi, làm nghề chạy xe ôm, đã bất ngờ mất tích từ dạng sáng ngày 28 tháng 8. Sau khi để lại lời nhắn, đi chờ một người tên biết đến huyện Cần Đức, tỉnh Long An đi sửa đầu máy may. Ngoài chiếc xe cúp 50 đời 84 màu hồng, biển kiểm soát 63079K. Anh Sơn còn đeo đồng hồ Seiko mặt trắng và chiếc nhẫn vàng một chỉ 24 carat. Số tài sản trên đã biến mất. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện người phụ nữ thuê xe anh Sơn vào dạng sáng ngày 28 tháng 4 chính là Bùi Thị Biết, sinh năm 1970, một thợ may có tiếng tại xã Tân Trung. Do việc học hành giang dở, Biết theo học nghề may, mở tiệm và lấy chồng. Mặc dù cả hai bên gia đình đều khá giả, nhưng với bản tính tiêu xài, trưng diện, lẳng lơ, biết đã ly dị chồng trước đó 3 năm và quay về sống chung với cha mẹ cùng đứa con trai 3 tuổi trong ngôi nhà ngói, cách nơi phát hiện xác anh Sơn khoảng 300 m Tuy nhiên, khi lực lượng công an khám xét mọi ngõ ngách của căn nhà đều không phát hiện dấu hiệu bất thường. Biết không có nhà, lấy lời khai của những người còn lại đều thấy mạch lạc không chút bất thường. Đứng bên cạnh bà Nhạn, một người phụ nữ chạc 50 tuổi chỉ tay về hướng mé kênh thêm lời. Xác anh xe ôm phát hiện ở chỗ đó đó người này tiếp tục đưa tay về hướng dãy nhà cấp 4 khá khang trang, cách mẹ kênh khoảng 50 mét. Còn đó hồi trước là nhà của cha mẹ biết. Hồi đó, dân quanh đây vẫn dùng nước kênh để sinh hoạt nên thường xuyên làm thủy lợi nạo vét kênh. Vì vậy, kênh tuy nhỏ nhưng nước chảy xiết lắm. Vậy mà, khi được phát hiện chiếc bao tải cứ lập lờ chứ không trôi đi, dù không bị vướng bởi cái gì nên ai cũng hoảng sợ. Đến khi công an tìm kiếm, suốt đêm họ lặn xuống sông dọn đèn pin ngược lên sàn gỗ nhà biết, những căn nhà ở miền tây nam bộ nếu gần sông chủ nhà thường đóng cọc bên mé sông làm sàn gỗ thành một cái trái bếp dùng làm nơi nấu nướng sinh hoạt thì mới phát hiện ra vết máu tố cáo hung thủ thì ra sau khi gây án dã dạ man những dấu vết trên mặt sàn gỗ tủ chén đều được gia đình hung thủ lau sạch riêng vết máu phía dưới sàn gỗ vẫn còn sót lại cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bùi thị biết ngay tại ấp hưng hiệp xã hưng lộc huyện thống nhất đồng nai sau khi biết cùng hai anh trai là Bùi Văn Thiên sinh năm 1955, Bùi Văn Hoàng sinh năm 1958 và anh rể là Nguyễn Văn Diệu sinh năm 1958 mang chiếc xe máy ra giấu ở hố đất sâu ngay trong dãy cà phê, cách nhà Diệu khoảng 4 km nhằm phi tang chứng cứ. Bắt giữ biết, công an thu được xe máy cùng giấy tờ và chiếc đồng hồ của anh Sơn. Điều tra viên Lê Văn Kiệm được thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra lúc bấy giờ phân công nhiệm vụ tiến hành điều tra vụ án. Lúc đầu Bùi Thị Biết vẫn còn ngang ngạnh không chịu thừa nhận hành vi tội ác. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, đến tối 30 tháng 8, đồng chí Kiểm đã buộc kẻ sát nhân thành khẩn khai báo. Biết khai nhận, từ tháng 3 năm 1994, Biết đã nhiều lần thuê xe Anh Sơn, trở thành khách quen. Thấy người lái xe ôm thường mang theo nhiều tài sản, nên Biết nảy sinh lòng tham. Sáng ngày 27 tháng 8, Biết đạp xe ra thị xã Gò Công dặn Anh Sơn sáng sớm ngày hôm sau đến chờ Biết sang Cần Đức Long An sửa đồ máy may. Đúng như lời hẹn, 5 giờ sáng ngày 28 tháng 8, anh Sơn chở vợ ra chợ buôn bán. Vợ nạn nhân bán thịt lợn ở chợ gần nhà. Sau đó khoảng 6 giờ, nạn nhân chạy xe máy đến nhà biết. Người xe ôm vừa đến nơi, biết đang hái rau trước cổng rào cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Ba, sinh năm 1925 và đứa con nhỏ hơn 2 tuổi. Ông Bùi Văn Xem, sinh năm 1921, cha biết đang làm vườn. Biết là lý do nhờ anh Sơn vào phía trong buồng, phụ giúp tháo ốc vít để mang đầu máy đi sửa khi anh này đang cúi đầu khom người, biết đến trước chặn tù chén lấy chiếc búa đã chuẩn bị từ trước vùng vào đầu nạn nhân. Thế nạn nhân còn thở, nữ sát nhân 24 tuổi tiếp tục bồi thêm nhiều nhát đến khi nạn nhân hoàn toàn tử vong. Biết nhanh tay rút chiếc nhẫn vàng 24 cara trên tay nạn nhân cùng ví tiền và đồng hồ bỏ vào túi. Ngay trong nhà có tiếng động, bà ba chạy vào phát hiện biết đã giết người nên nhanh tay giật cây búa và bị chém một nhát vào tay. Bà liền chạy ra vườn kêu ông xem, biết quỳ xuống lại xin cha mẹ đừng báo công an. Do cầm lòng không đặng, nên vợ chồng ông xem cùng con gái hiệp sức kéo xác anh Sơn giấu trong vách buồng nhà dưới, rồi lau máu và lấy đệm cuốn xác lại. Sau đó, cả ba khiêng xác người xấu số giấu tại hàng rào, lấy dơm và dây bì khô phủ lên. Giấu xác xong, ông xem trở vào lấy cây búa ném xuống ao cá tra trước nhà, đồng thời lấy đôi dép của nạn nhân bỏ vào bếp tiêu hủy. Tắm rửa xong, biết dùng xe cướp được chở con đến nhà chị ruột là Bùi Thị Mau, sinh năm 1963, ở ấp Hương Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất Đồng Nai để tẩu tán vật chứng. Đến tối, biết cùng cha mẹ nhét thi thể vào bao tải, bịt kín rồi ném xuống con kênh sông nhà. Để qua mắt công an, ông xem nghe lời biết dùng dao hủy hoại đôi mắt người lái xe ôm. Hôm sau, biết cùng chị ruột mang vàng đến tiệm thuộc ấp Bào Cá, xã Tràng Bom, Thống Nhất Đồng Nai, bán bớt nửa chỉ được 243.000 đồng số còn lại biết giấu trong túi áo để tại nhà chị ruột. Sau đó, biết đi bán xe nhưng không có người mua nên chạy đến Đồng Nai nhờ người thân đào hố chôn giấu tăng vật. Mọi tăng vật, chứng cứ vụ án sau đó đã được thu giữ. Ngày 2 tháng 9 năm 1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Biết về tội danh giết người cướp tài sản. Đồng thời từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 năm 1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Xem, Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Văn Diệu, Bùi Văn Thiên, Bùi Văn Hoàng, Bùi Thị Mao về các hành vi che giấu và không tố giác tội phạm. Ngày 26 tháng 9 năm 1994, tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử lưu động vụ án Bùi Thị Biết giết người cướp tài sản. Biết bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Những người thân còn lại là Bùi Kim Xem 6 năm tù, Nguyễn Văn Diệu 4 năm, Bùi Văn Hoàng 2 năm, riêng Nguyễn Thị Ba 3 năm tù, Bùi Văn Thiên 18 tháng tù. Bùi Thị Mao 15 tháng tù cho hưởng án treo. Hàng chục năm trôi qua, sự vật và con người ấp xá lợi đã có nhiều đổi khác. Dòng kênh ngày trước được dùng cho sinh hoạt, nay chủ yếu chỉ dùng tưới tiêu vườn tược, bởi nhà nào cũng đã có đường ống dẫn nước máy về tận nhà. Nhiều nhà xây khang trang mọc lên săn sát, thì nhưng những hồi ức kinh hoàng về vụ án mạng động trời ngày ấy vẫn chưa hề phôi phai. Bà Mai, vợ nạn nhân kể, lúc biết và người thân bị công an bắt, dân cả ấp chạy đi xem dần dần, ai cũng không tin mọi việc là do biết bày mưu và trực tiếp ra tay. Đến khi cả đại gia đình biết đứng trước vành móng ngựa, cả một khoảng sân hội trường rộng lớn chật kín người xem. Người từ các xã huyện đều đổ xô đến để chứng kiến hung thủ đến tội. Người ta dẫm chân lên nhau, chật cứng, không ngừng gì sao bàn tán. Bà Mai kể thêm, chồng tôi là ông Sơn khi ấy làm nghề xe ôm trong vùng ai cũng biết. Gia đình tôi thời điểm ấy cũng khá, cuộc sống tình cảm cũng tràn hòa hạnh phúc. Tối ngày 27 tháng 4 năm 1994, Ông Sơn có kể là sáng hôm sau, có hẹn với người tên biết và chở bà từ xã Tân Trung đi Cần Đức khoảng 20 km để sửa máy may. Tôi cũng chỉ nhớ có vậy, mà sau này đó cũng chính là manh mối tìm ra thủ phạm giết ông ấy. Bình thường ông Sơn về nhà đúng giờ, nhưng hôm ấy không hiểu sao đến giờ ăn cơm chiều, gia đình vẫn không thấy ông ấy. Đến tối, bọn trẻ đi ngủ, chỉ còn mình tôi buồn chồn chơi chồng mà không sao chờ mắt được. Khi tôi đang miêu máu ở cổng chợ, thì có người hành nghề chạy xe ôm với chồng tôi, từ báo người dân phát hiện thấy xác một người đàn ông chết nổi dưới kênh Bị Xuân ở bên xã Tân Trung. Linh tính mách bảo đó là chồng tôi. Bà Mai ngậm ngùi. Thời điểm ông Sơn mới bị giết, người ta cũng đã đồn đoán về mối quan hệ của ông Sơn với Biết. Tại phiên tòa, Biết khai nhận có tình cảm bất chính với ông Sơn. Biết khai ông Sơn từng hứa hẹn mua xe, mua nhà cho Biết, nhưng ông Sơn không thực hiện. Bà Mai thổ lộ, đáng lý tôi muốn giấu đi nỗi đau đã lâu và sự việc cũng đã trôi qua 2-3 năm rồi nhắc lại là lòng quặn thắt. Tuy nhiên, tôi muốn kể ra để cảnh tình những người lầm lỡ hoặc có ý định lầm lỡ không nên hành động bồng bột. Một phần cũng muốn dư luận đừng khắc nghiệt đặt điều cho người đã khuất mà làm khổ những người đang sống. Câu chuyện kết thúc bằng những tiếng thở dài. Bà Mai nói, tụi tôi tiếc thay cho ông bà xem, vì thương con gái mà họ cũng phạm tội bị vào tù. Sau khi ra tù, họ vẫn phải chịu tai tiếng, có con là kẻ giết người vì tham lam. Suốt nhiều năm, ông bà ấy không dám ra đường hay tiếp xúc với ai. Từ gia đình giàu có, dần dần xa sút đất đai phải bán để trả nợ, vợ chồng ông ấy sau phải chết trong cơ cực. Con cháu thì nhiều, nhưng ai cũng nghèo, lại không chịu được tay tiếng xấu, nên phải bán nhà cho người ta xây nhà trọ. Đến bây giờ, ít ai biết được tung tích của họ.